Để đến từ thành phố Houston, xin gửi đến tất cả quý vị ở thành phố Houston này lời chào mừng trân trọng nhất. Thưa quý vị, và một lần nữa thì Nguyễn Bình cũng xin phép được thay mặt cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ xin chân thành cảm tạ quý chùa Linh Sơn đã cho anh em chúng tôi trong đoàn cổ nhạc Houston có cơ hội đến đây để hát cho tất cả quý vị tại thành phố Houston này với một vở tuồng của cố soạn nhạc Trần Vũ Trang, là vở tuồng Thu Ánh Nguyệt. Và đồng thời xin cảm tạ tất cả quý vị đã đến đây ủng hộ cho anh em chúng tôi trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, để không làm mất thời gian của quý vị, thì trước khi vở tuồng được mở mang thì Nguyễn Bình cũng xin phép được tóm tắt nội dung câu chuyện cho quý vị hiểu rõ hơn về cái vở tuồng Thu Ánh Nguyệt của đêm hôm nay. Kính thưa quý vị, câu chuyện xảy ra vào thập niên 40 khi Thế chiến thứ hai chỉ bắt đầu. Minh và Nguyệt yêu nhau vì sự xung khắc kịch liệt của hai gia đình hai bên, giữa hai lối sống cũ và mới, xưa và nay, nên hai người đành phải chia tay. Minh bị cha ép buộc và phải lấy Dung, con gái cùng gia đình giàu có, để trừ số nợ vì công việc làm ăn của ông ta bị thua lỗ. Trong khi đó, Nguyệt bị cha ép buộc phải lấy Bích, là một cậu con trai nhà giàu ở trong làng. Và trong khi đó thì Nguyệt đã lỡ mang thai với Minh. Nguyệt phải bỏ trốn ở Sài Gòn, sinh con trong cảnh nghèo nàn và thiếu thốn. Và qua những lần liên lạc thư từ với Tân, là cậu em trai của Nguyệt, cha của Nguyệt đã lần theo địa chỉ tìm trong thơ, đã lên Sài Gòn tìm Nguyệt và bắt buộc Nguyệt phải trở về vì mẹ của Nguyệt đang bị lâm nặng. Trong ông cậu bắt Nguyệt phải đem giao con cho Minh trước khi trở về vì danh dự và thể diện của gia đình. Và kính thưa quý vị, câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì Nguyễn Bình xin mời quý vị hãy cùng hướng tới sân khấu để xem toàn bộ kịch bộ của vở tuồng Tô Ánh Nguyệt. Sau đây là bản phân vai nữ nghệ sĩ Lưu Thanh Thủy trong vai Bé Hảo, nam nghệ sĩ Nguyên Bình trong vai Bích và chú Bốn, nữ nghệ sĩ Bội Hân trong vai Huệ, nam nghệ sĩ Thái Sơn trong vai Tâm, nam nghệ sĩ Tuấn Việt trong vai Ông Phát, nam nghệ sĩ Chính Phát trong vai Ông Hương Cả, nam nghệ sĩ Thanh Tâm trong vai Tân, nữ nghệ sĩ Hồng Nhung trong vai Bà Cả và Nhung vợ Minh, nam nghệ sĩ Lê Hưng trong vai Minh, và nữ nghệ sĩ Tú Anh trong vai Tô Ánh Nguyệt. Và bây giờ xin với quý vị hướng mắt về sân khấu. Màn 1, cảnh 1 bắt đầu. Cô đang chờ đợi ai vậy cô Nguyệt ha? Tôi chờ ai? Ông hỏi chi vậy? Tại vì tôi muốn biết người cô đang chờ đợi ấy là ai. Người đó là ai? Tôi tưởng ông khỏi phải nhọc lòng biết đến. Đây là chuyện riêng của tôi, không có quan hệ gì đến ông. Cô Nguyệt à, không có liên quan gì đến cô, nhưng mà nó vô cùng quan trọng với tôi, vì vậy tôi mới hỏi cô đó cô Nguyệt. Đó là do nghĩ. Nhưng thôi, tôi mời ông lúc khác hãy nói chuyện. Bây giờ tôi không có rảnh. Cô không rảnh tiếp chuyện với tôi, nhưng mà chắc rằng cô sẽ rảnh tiếp chuyện với một người khác, có phải vậy không cô Nguyệt? Phải, tôi tiếp chuyện với ông Minh đó. Ôi, ông Minh thì là anh Minh gì cũng mặc. Tôi không có cần cô phải khai sao đâu. Mà cái cốt ý của tôi đến đây hôm nay á,
là để hỏi cô một câu chuyện nè. Ông muốn hỏi tôi chuyện gì? Tôi muốn hỏi cô là tại làm sao đã mấy fan á, nhà tôi đưa sang để giật cho mấy người mỗi mai sang đây á để giảm hỏi quý cô. Nhưng mà song thân của cô á, tất cả mọi người đều không có thu nhận và bảo rằng cái cuộc hôn nhân này nè không thể ép buộc mà nên. Và còn cô thì cái lẽ nào á mà cô lại chẳng ưng chứ? Có phải tôi chưa thật giàu, chưa xứng cái tài ăn học của cô? Nói chơi với cô vậy thôi chứ ở đây hả, ăn vàng tôi cũng không thể mở nữa kìa. Chào cô. Cảm ơn. À nhưng mà nè, chậm mặt cô như thế này á là để mai mốt này cô đừng có danh giáo với thiên hạ nha. Nè nè nè, ông không được quyền vô lễ nữa nghe chưa? Đâu, tôi đâu có vô lễ với cô đâu chứ. Mà tôi thiết nghĩ á, cô là một người có ăn hậu thì lẽ ra thì cô cũng biết mấy so sánh như thế nào mới là xứng đáng chứ, nào ngờ nó cô lại mù quáng như thế này hả cô Nguyễn? Theo ông á thì so sánh như thế nào mới gọi là xứng đáng? Điều đó thì Nguyễn nghĩ lấy. À, tôi hiểu rồi. Có lẽ theo ông á thì trong cuộc hôn nhân điều quan trọng mới là nhà cửa, tiền bạc và ruộng đất cò bay thẳng cánh vào nhất ở trong làng, như ông mới mới là người xứng đáng. Và chỉ mỗi một mình ông mới có quyền cưới các cô gái mà thôi. Có phải vậy không à, thưa ông? Cô Nguyệt, cô á, cô mà xỏ xiên như vậy, rõ ràng là cô bậy. Cậu phải tôi đây nghe giờ sao hàng ngoài cửa chợ. Tôi chờ là chờ duyên thở, chúng ta đã và bất nhiên. Thì một hình của cô nhiều đâu cô Nguyệt à, tôi thành thật yêu cô mà cô Nguyệt, và tôi cũng mong cô đáp lại cái tình yêu thành thật tôi đã dành cho cô từ hai đó cô Nguyệt à. Dạ, tôi cũng xin đáp lại cái tình yêu thành thật của ông đang tưới dành cho tôi mà, biết chứ? Từng chồng tôi mà tội nghiệp cho tôi mà cô Nguyệt, chẳng những tôi yêu cô mà tôi còn mong mỏi sao cho đời cô được hạnh phúc với cô Nguyệt à. Tôi là con bộ đó nha, con cầu con thận đó. Tôi biết rồi. Tới sợ lỗ tay nó nhìn kỹ nè con. Thấy rồi, đẹp quá. Cô mà chịu ơn tôi đó, về bệnh đó, cô khỏi cần động tới ngón tay đó cô Nguyệt à. Và tôi sẽ khắp cho cô một căn nhà gối thiệt là lớn nè, với tay đủ tiện nghi hết cô Nguyệt à. Để làm gì vậy cha? Anh chủ đứng nghe được gì? Quý đó, nó cứ theo em hoài à. Anh biết rồi nè. Hồi nãy nó đi nửa đường, nó tự nhiên sao nó bể bánh. Anh sợ để em đợi. Tại em nóng rồi em tới sớm chứ mặt trời vẫn còn cao. Nè, nãy giờ anh chờ anh đến em rồi, em có suy nghĩ gì không vậy? Em hả? Em suy nghĩ nhiều lắm. Em suy nghĩ gì nói
ta nghe đi. Thôi không nói đâu. Thôi bà nói em nghe đi bà. Em hả? Em xin nghĩ đến ngày đám cưới của hai đứa mình đó. Đám cưới của hai đứa mình? Dạ. Bữa đó nha, em sẽ mặc áo dài màu hồng. Anh cũng mặc màu hồng luôn. Ý đâu có được. Em mặc màu hồng, còn anh phải mặc màu xanh coi mới được chứ. Thôi bà, hồng luôn mới đẹp chứ. Không có được mà. Em mặc màu hồng, còn anh nó mặc màu xanh. Rồi hai đứa mình ha, đứng trước bàn thờ tổ tiên. Hai rồi cái anh hẹn em ra đây có chuyện cần thiết. Chuyện gì em nói cho anh nghe đi. Nói nhanh. Anh nhận được thơ nhà trưa hôm qua ấy mà. Anh được thơ nhà? Trong ấy tự tuyệt lời cầu xin của anh. Trong thơ thì không có nói gì hết á, chỉ bảo anh về gấp thôi hả? Về gấp? Chừng nào anh đi? Mấy hôm nữa anh đi hả anh? Mai này em mà. Mai này. Em biết gì? Nhà dùng anh về gấp là để thứ dư cho anh qua. Sao em biết chuyện đó? Vì thôi trước anh tỏ thật là phải lòng em, gia đình anh không chấp nhận. Sợ lần nữa anh không học nên lại gọi anh về, là cố ý muốn đoạn tuyệt mối tình của chúng ta. Ai đúng hơn là để thứ vợ cho anh, để anh quên người yêu của anh. Vì cái người của anh yêu, các cụ bao giờ cũng cho là hạng người không xứng đáng mà. Em à, anh đừng suy nghĩ nhớ dẫn như vậy không nên. Biết chừng đâu đó, ở nhà đơn chiếc, ba má anh thấy anh bãi trường rồi mà chưa về, cho nên chỉ bảo anh về gấp thôi chứ không có ý gì hết cho em à. Nguyệt, anh hãy vui vẻ như mọi khi đi. Còn buổi chia tay này, còn buổi chia tay này chỉ là cơn gió lướt nhẹ trên sông. Mang mát buồn, anh nắng chiều nhấp nhô, chiều mắt dài chút lá buồn. À tôi buồn, ta bạn bè trao lứa của chúng ta là
sẽ rời khỏi gia đình. Bởi vì chúng ta biết sống biết yêu thì trên đất nước có một nền văn minh ông quá mới như vậy thì nơi nào cũng là chỗ đó chúng ta du thân được hết các em mà. Thưa bác, lỗi này là lỗi tại cháu tất cả. Không có lỗi phải gì hết trơn á. Mũi dạy thì lái chịu đòn, con tôi hư tôi dẫn về nhà tôi dạy lại. Nếu mà thầy biết điều hả, tôi để yên. Còn thầy ấy, tiếp tục dụ dỗ nó, làm cho nó bụng mang dạ chữa, nó bỏ nhà trốn đi. Tôi nói thiệt với thầy ha, ở đâu tôi cũng tới à. Dạ. Dạ, dạ, dạ thứ ba ngày mai này anh Minh đến về bệnh, anh xin phép ba má anh để... Mai nó mới về. Dạ lát nữa con về liền hả bác. Khi nào thì về kể thì cháu thầy nói tôi chi vậy. Nhưng mà ngày mai thì mới về hả? Dạ. Như vậy chứng tỏ có một sự ngược ngạo nào trong quyền hạn của thầy. Tôi thấy như vậy là thầy, quyền của thầy lớn hơn cha của thầy nữa. Dạ thưa bác, thật tình á là cháu không hiểu ý câu nói của bác vừa rồi. Muốn hiểu không? Về hỏi cha hỏi mẹ thầy á. Còn con này, dạ. Đi về. Tao mới đứng xứng mèo mã gà đồng trên bọc trong châu. Đi về. Dạ. Dạ.
Dạ thưa vị khán giả, xin vị khán giả hãy hướng về sân khấu xem tiếp màn hai cảnh hai của vở tuồng rất là đặc biệt, các nghệ sĩ rất là diễn hay, đó là cô Ánh Nguyệt. Dạ xin lỗi Đức Di Lợn. Nữ nghệ sĩ Hồng Nhung trong bài Ba Cả, nam nghệ sĩ Chính Phát trong bài Ông Cả. Ông cả mới về đó hả? Ông ngồi nghỉ đi, tôi rót trà cho uống. Trà tôi mới pha thơm lắm. Trời đất ơi, ba cái ly cái tánh nó đông bợn hết trơn hết trọi. Cái kiểu này mà khách cứ là tới nhà nó thấy người ta cười thúi đầu. Tôi nói với bà không biết bao nhiêu lần rồi, cái lỗ tai bà để ở đâu mà đem vô mà rửa lại giùm tôi đi. Về tới cái nhà này thấy chán. Nói về đi đâu đó. Tắm tôi mới rửa, trà tôi mới pha, mà không chê dơ thì tôi đem tôi rửa lại. Thôi rồi đem mà để lại đi, mà đi cái tới chiều. Để nhẹ đừng có để đầu tôi. Mấy ngày nay thế đi thì thôi, về tới nhà là ông kiếm chuyện với tôi à. Xíu mà tôi chịu hết nổi rồi. Phải rồi, tôi nhiều chuyện lắm, thành ra tôi phải kiếm với bà vậy. Cái gì cũng tại bà. Tại tôi thì sao? Trước đây người ta đưa mai mối tới hỏi mà không chịu trả. Trời ơi, con ưng á mà người ta gả lại gãi gì. Ép dầu ép mỡ là nhỡ ép chim. Tháo mặt sao qua khỏi đầu của con gái trong nhà như là ta hụ móng treo đầu vàng vậy, bà biết không? Ông đừng có nói bậy gì. Nói vậy là đúng chứ sao vậy? Tôi không có nói xấu mà cũng không nói tốt. Nhà mình vô mới có chừng chịu, hôm nay ngán chế kể người ta. Nhà tôi vậy ai muốn nói gì nói hả? Hơi. Mấy ngày nay lo chạy đua chạy đáo cứu giãn tình hình. Hồi sáng này tôi gặp anh Thôn. Anh có gặp anh Thôn? Ừ. Anh có nói gì không? Ta không nói gì mình đâm ngượng á chứ. Nhưng mà sau đó có dò hỏi con Bích. Nó nói thì sao? Nó nói là cái chuyện này là tại cái thằng quỷ kia kìa. Nếu mà con Nguyệt suy nghĩ lại thì nó vẫn đi cưới như thường. Để tôi kêu Nguyệt ra cho ông hỏi nó nha. Thôi thôi. Thôi. Kêu nó, nó làm nhục tôi với bà, nó phải chuộc lỗi lại, bằng không tôi giết nó chết đó bà. Ông là ngài lớn tuổi rồi, ông dằn lại đi. Ông nghe tôi nói nè, mình chém con á, chém bằng sống chai, chém bằng lưỡi bao giờ. Tôi băm nó cho dịch ăn luôn chứ nói nữa hả? Ông để chậm chậm đi, rồi tôi khuyên nó, bữa nay không được thì ngày mai, mà ngày mai không được thì... Không có ngày mai, ngày mốt gì hết trơn á. Tôi đã quyết định như vậy rồi. Lần này á hả, nó mà không có nghe lời tôi hả, tôi nói thiệt với bà, tôi bỏ nhà đi cho mẹ con vợ này. Thôi được rồi, tôi kêu Nguyệt ra cho nói. Nguyệt à? Nguyệt? Dạ? Tao không kêu thì. Đứng xích ra, giờ hơi má mày hả? Nguyệt? Dạ. Tại sao ba má cho con đi học mà con hư vậy? Bà con làm xấu hổ cha mẹ gì? Tại sao cái chỗ cha mẹ định mà con không ưng là sao? Dạ, dạ thưa ba má, hôn nhân là chuyện hệ trọng suốt cuộc đời con. Con xin ba má cho con quẩn lại nguy hơn nữa. Còn những cái chuyện khác thì con hứa con sẽ làm hết, dù có chết con cũng nghe theo nữa. Má thấy chỗ được quá rồi con một lần nữa, chi nữa con? Má, má hỏi con khó nói quá. Vậy nó không chết thì con cứ nói là tại con thương anh này, con không thương anh kia. Cái bộ đuôi như má làm sao không thấy? Con cái tự nhiên rủa tôi. Ta bị nó là tôi mới chửi bà chứ. Đúng, tại tôi sao? Là bởi vì tại bà chứ. Hồi đó tôi nói với bà, nó là con gái cho nó đi học chữ nho theo thù bếp nút giá mai. Bà cãi tôi, bà cho đi học chữ Tây. Chữ Tây giờ nó vậy đó. Nói vậy phải chứ sao đúng. Cho con đi học có lẽ cái hiểu biết với người ta. Còn tôi về không hiểu biết à? Thôi, quyết
tôi dạy bà, tôi rầy bà, bà thù tôi, bà không dám nói. Bây giờ bà mượn nó, bà chửi xéo tôi, bà nói nếu như vậy là thằng già dại già ngu. Nói thiệt với bà, ba đàn bà có chồng không ra gì, bà lấn quyền chồng, bà như vậy là đàn bà hư. Ông muốn làm như vậy thì chịu không bớt nổi rồi. Tôi không sợ. Thì chịu làm không? Tôi không sợ bà lắm rồi, mà tôi sợ bà xỉu. Dạ thưa ba, con có lỗi thì ba rầy ba đánh con. Chứ ba đừng có nói dạ, gai gắt như vậy, tội nghiệp má, tội nghiệp con lắm ba. Má mày bên mày, bây giờ mày bên lại má mày. Má, bởi vậy thì tao nói tới nữa rồi. Người ta công việc đang đê đê nói thì đi chơi mới về. Tao nói chuyện cho tụi bay hả? Hết nói nổi tụi bay, chỉ có nốt tao thưa tụi bay lên bàn thờ. Rồi tao quỳ, tao là ai tụi bay? Hết nói nổi. Trai, gái, trai. Dạ thứ ba cho con nói. Ai cho mày nói? Mày là con, chỉ có quyền nghe. Còn tao là cha, tao có được quyền nói thôi. Dạ thứ ba, chị em tụi con lớn rồi, ba cho tụi con đi ăn học rồi để mở mang trí óc hiểu biết cho tụi ta. Mà sao mở là tụi con mở miệng ra đó, tụi ba cái đàn áp tụi con không à? Mày nói sao? Tao đàn áp mày hả? Mày nói cho rõ nè, không giải thích được cái chữ đàn áp này là mày chết với tao nghe tao. Đàn áp là sao? Thì tụi ba, thời buổi giờ trai gái nói chuyện với nhau là chuyện bình thường, có gì đâu ba lên án nặng nề dữ chứ ba. Trời ơi, trai gái nó nói chuyện với nhau khủng khiếp như vậy mà mày nói bình thường. Vậy mà khủng khiếp, tại tối ngày ba trong nhà hoài mà đâu có biết đâu à. Nhất là mỗi buổi trời tối có trăng anh, vòng vòng bờ đê, có cặp như ốc, vui lắm ba ơi. Vậy còn cái con nam nữ thọ bất tương thân của tao mày để ở chỗ nào? Nam nữ thọ bất tương thân đó ba. Cổ lỗ sĩ quá. Cổ lỗ sĩ? Mày cho mày học liền là dám nói tao cổ lỗ sĩ hả? Mày muốn tao hả? Dạ. Mày muốn đá tao hả? Dạ. Đi vô. Mày ơi, ngồi đây ba hỏi coi. Nguyệt, ai là mai là mối cho mày gặp cái thằng đó mà mày nói chuyện hả Nguyệt? Dạ. Vì vậy sao mà tới đó mày gặp nó được? Tại... Bởi vì con... Lại nhạc nhỏ bạn con cái con quẹo. Quẹo? Quẹo ngã đó cái con gặp ảnh. Bỏ hết ngã rồi sao mày quẹo qua ngã đó? Rồi hai đứa mày nói cái gì? Mày nói cái gì với nó? Nó nói cái gì mày vậy? Dạ... Nói cái gì? Nói cái gì? Nói cái gì? Dạ nói cái gì? Nói cái gì? Trời. Ô, dạ. Tao hỏi mày nói cái gì tao mà nói cái gì? Dạ không có, dạ con nói. Nói cái gì? Hả? Hả với tao? Dạ không có, dạ. Hả là hả? Dạ không có, dạ của ba, dạ con nói. Nói sao? Nói gì? Anh Minh ơi. Nó nói sao? Rồi cái anh nói gì? Nói sao? Dạ ơi. Ơi. Vậy là ném về hai đứa bay chữ lộn rồi. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ thưa ba. Dạ anh nói cái gì nữa? Con lại ba. Nó nói con lại ba hả? Dạ không có. Con có lỗi ba đánh con chứ ba đừng có nói hỏi con những điều mà con không thể nói ở đây được nữa ba hả? Con không nói hả? Con không nói thì ba sẽ đánh con. Ba ơi. Ba sẽ quấn con 10 đôi. Có khách. Tao đang dạy chị mày mà khách cưới gì? Dạ con lấy ổng xô cổng nào nhà mình cũng vô đại đó ba. Xô thì mày tiếp đi. Dạ cũng xô vô. Xô thì mày tiếp. Bữa nay ba cho con làm người lớn bữa rồi ba. Thì cho mày làm người lớn xong rồi mày cuốn xuống. Con nữa, đi vô. Dạ. Đi tiếp khách đi. Không có làm gì đâu ba. Thấy đã bầu khí nặng nề khó thở, vậy mà nó cũng bắt buộc tôi ra đây cho nó vừa lòng.
Ở đây không phải là nhà quan chức chủ đâu mà nha. Ồ, bác Đông, bác Duy Chuyên, xe máy nhé. Dạ thưa ông, gia đình của chúng tôi rất là hiếu khách, nhưng cũng biết tôn trọng người ta. Nhưng cũng có câu á, thà mặn như nước biển và ngọt như nước mưa mùa. Nước mặn á thì để làm muối, nước ngọt á thì để trồng lúa. Đừng có lên lớn nữa, mặn nữa ngọt á, chứ con không có vô. Cái thứ mà lên lớn nữa mặn nữa ngọt sẵn vô thêm cho em. Dạ phải, cho nên á, Tây phải ra Tây mà Việt Nam phải ra Việt Nam. Đừng có nửa nạt nửa mỡ á, tôi coi như đồ bỏ vậy đó. Giỏi, giỏi lắm. Xin lỗi chú em làm nghề gì vậy? Dạ, tôi còn đi học. Vậy mà tôi tưởng chú em làm nghề sửa lưng chứ. Ông nói vậy là sao? Bởi vì chú em còn nhỏ tuổi mà nhiều nhức nhối quá. Tại tôi thích vậy đó. Coi chừng chết yểu. Mỗi câu nói của chú em á là có một lưỡi câu và bóng vào học người khác. Ông rủa tôi đó hả? Xin lỗi ông là ai? Ông sẵn sàng với nhà người ta, ông muốn tìm ai? Qua từ xa xôi lặn lội tới đây là để hỏi thăm nhà ông cả bà của cô ấy. Nhưng vừa rồi có người chỉ lộn qua vô nhà của không biết nào đó. Nhưng mà cũng rất may, nhờ như vậy mà qua được hiểu nhiều điều thú vị. Bây giờ qua mới hỏi lại một câu đi chắc chắn. Đây có phải là nhà ông cả bà của cô ấy không chứ em? Bộ có bà con hả? Không, không bà con gì cả. Qua cần gặp ông cả có nhiều chuyện cần bàn. Dạ, mời ông ngồi, để tôi mời ba tôi ra. Merci. Bye ba, có ông này cũng tìm ba nè ba. Ông nào đâu? Dạ, ông này là ba. Ồ, thế đây, ông cả này là ba ba kia mà. Ồ, hôm xuống hồi xưa. Em không biết. Xin lỗi ông, tôi thủ cụ Hoài Tân. Xin lỗi ông, tôi đã cụ Minh Tân. Nhân bất học bất tri lý, học giả như Hòa như Đạo mà bất học giả như Cảo như Thảo. Có nghĩa là người học học không biết lễ nghĩa hơn ba. Đúng. Rất tiếc là hôm nay quên mang theo thuốc bực mình. Thôi thì cô phải dừng cho một bước. Thân hạnh kính chào ông học giả. Cô dám mời ông ngồi. Merci. Tôi với ông cả hai đều không quen. Xin ông cảm phiền cho tôi biết họ họ tên. Vì tôi không mời cũng không tỉnh. Ông tới đây rất là ngán nhiên, làm cho tôi chẳng được yên. Con đã vô tìm ba ra bắt đàn. Trên đường dành biến nhiều năm. Tôi đâu có chịu lùi tới mà cầu thân. Lời nói của tôi như đinh đông mà cộng. Dù cho sao dời dẫn đổi, nhưng tôi này quyết chẳng có đổi dời. Bọn nhỏ ăn chưa lo, nó chưa tới. Thật là tháng đời, nhưng mà bài học đã lỗi thời. Nên buộc lòng tôi lặn lội tới đây. Nhưng mà câu chuyện kia tôi đã giải quyết xong mà rồi, ông nói nữa thì chỉ đang uổng lời. Tôi muốn đòi món nợ ông đã dây.
lợi gì? Danh dự. Danh dự? Phải. Cách đây mấy hôm, ông đã sửa trị thằng Minh con trai của tôi. Ra là gì chuyện đó? Và nghe đâu là ông đã chửi cha mắng mẹ nó thì phải. Tại hôm vừa dạy dỗ con cái, đi lêu lỏng dụ dỗ con gái người ta. Merci monsieur. Nhưng thưa ông hơn cả, nếu có chỉ một mình thằng Minh con trai của tôi, thì ông không thể nào ghép vào cái tội trai gái. Đương nhiên. Vì vậy hôm nay tôi đến đây để đòi lại sự công bằng. Công bằng đấy. Có qua, có lại mới tội lòng nhau đâu được cả. Nghĩa là tôi muốn xin phép ông để có vài lời với cô Nguyệt đây. Tôi nhiên. Mời cô. Cô Nguyệt à, tôi thì tôi không có lũng điệu đặt mùi lễ giáo viên thực sinh của cô, bởi vì tôi là một người có thực tế. Cách đây mấy hôm, tôi đã tính cho con trai tôi xong rồi, nhưng mà tôi lẳng lặng lội tới đây để tôi bỏ lại bằng cân tôi cân, bên nào nặng tôi lấy, bên nào nhẹ tôi quăng. Nhưng rất tiếc, khi đến đây rồi thì tôi hoàn toàn thất vọng. Vậy bây giờ tôi có thể tóm tắt với cô một câu như thế này: tôi sẽ cưới vợ thằng Mịnh con trai của tôi, nhưng chắc chắn rằng nàng dâu tương lai của tôi không phải là cô. Vì cô là một con của một gia đình có tiếng mà không có biết, mong cô không còn dâu. Nếu không còn gì nữa thì xin phép. Khoan, ông phải ở đây, ông giải thích cho tôi cái câu có tiếng mà không có miếng. Thì ra ông cả thắc mắc cái câu có tiếng mà không có miếng đó. Ông đâu tư khơi, ông vô đang nói nặng người ta. Theo tôi thì nó nhẹ hiểu với bông gòn thôi. Dạ. Ông cả chắc thường nghe người ta nói rằng thùng rỗng thì nó hay kêu to. Đó. Sở dĩ nó kêu to bởi vì bên trong nó không có cái gì cả. Sao không có? Hay nói một cách khác hơn, ông xưa tôi nay, hai lúc sống cũ mới không thể nào hòa hợp được. Ông chê tôi xưa hả ông? Giỡn tôi xưa nè. Nhưng mà cái xưa này là của ông bà mình mấy ngàn năm kể lại. Còn mới ông là cái gì? Mới ông là ngoại thể lố lăng cho người lang xa du nhập, hay ho gì mà đi đã tụ minh tâm. Thưa ông cả, tôi và ông đang sống với cái đồ thuộc địa, chức sắc ông đang mang là cũng do nhà nước phân xe ban cho. Ông chê tôi là ông chân pháp, nhưng mà nhìn kỹ lại thì ông cũng đang mở cẳng tay. Cái cách ông chọn để ông khách nào cách tôi lựa dâu khác. Như vừa rồi vào nhà tôi ở trong đó, tôi biết ngay là ông đó là coi cái cậu con trai con nhà nào đó rồi. Ồ là la, vạn sự chỉ ưu tiền, hay ho gì mới đi thủ cũ hoài tân không cả. Nhưng mà ông không được quyền xen vào chuyện nhà của người khác. Đúng, chúng ta không nên chạch áo cho người xem lưng, bởi vì trên lưng chúng ta toàn là những vết sẹo xấu xa, bỉ ổi. Ông câm miệng lại. Ông cũng câm miệng lại. Nếu còn to tiếng, thiên hạ sẽ nghĩ mắng vào mặt của ông chúng ta. Câu chuyện tôi nghĩ tới đây đã tạm đủ. Xin tạm biệt. Ông Lô Bô. Mày nhỏ đâu, lấy cái chổi quét cho cái nhà cho tao coi mày. Phải, ông nên quét sạch những đông rêu còn đầy dẫy ở đây. Xin vĩnh biệt. Ai giờ? Ai giờ thì biết. Mời ông. Trẻ con, khỉ mũi chưa sạch, đừng lên mặt gia đình người ta. Giết ba rồi, Huyền ơi. Giết ba rồi, trời ơi, tính ba đi. Ba sẽ bán đuôn đất. Làm đám cưới mày thần lớn ở trong làng này, tao mới hại vậy không biết. Bye.
ta hỏi lại mày có lấy thằng Quýnh hay không? Phải không? Lấy hay không? Phải không? Nếu mày không ưng, tao sẽ bỏ nhà tao đi, chúng mày con mày ở đây. Dạ. Ưng hay không? Dạ không. Ưng hay không? Bằng lòng không con? Hả? Con bằng lòng. À, bằng lòng đi. Mai mà đi nói chuyện với ta. Nếu bằng lòng bị cụ bỏ qua thì mai ba đi nói chuyện với người ta. Thôi vô rửa mặt đi con. Dạ. Ai kêu biểu mày? Thôi. Thôi đứng lên khỏi quỳ. Nãy bà quánh con đau không? Xương mắt con rồi má. Ờ để tao cho tiền mua dầu cù là sức nha. Để ba lo đám cưới chị mày rồi hỏi vợ cho mày luôn nha mày. Ủa đám cưới chị hai con với ba? À. Chừng nào vậy ba? Nội trong tháng này đó con. Nội trong tháng này. Đúng rồi. Ba ơi, vậy ba phải cho cô Trinh 20 đó nha. Đám cưới chị hai mày làm gì tới 20 mày? Chứ ba nghĩ coi, không lẽ đám cưới chị hai con bận đồ cũ như sao ba? À, bữa đó con gái tới đâu hả? Thằng giống tuổi nhỏ. Có giống ba hả ba? Có giống ba vậy ba cho cô Trinh 40 nha. Giống tao tới 40? Sao kỳ vậy? Dạ thì 20, con mua giày mới, quần áo mới. Rồi 20, con mua trà bạc. Trà con mua vào đó. Giờ mua vào bên tin xúc đầu đám láng đó ba. Dạ. Nè, mày bận cái áo này của tao, tao cho mày 80. Ba. Mẫu này hả ba? Ờ, đẹp mày, đẹp. Ơi, vô viện bảo tàng. Mày giỡn mặt qua mày. Không có tao sao có mày mày. Nè. Đó nè. Phạt mày. Đám cưới nói vô không được bàn ra. Đám cưới nói vô không được bàn ra. Đúng rồi. Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp ở dưới người ta cười. Chuyện trong nhà trong cửa đừng có bếp xếp người ta cười. Mày vô kêu má mày ra đây mày. Dạ. Ông ơi. Nãy giờ ông làm hùng làm hổ với tôi rồi. Phân cái tới đâu rồi? Phân bà hỏi thiệt là hỏi chơi vậy? Tôi hỏi thiệt mà. Bà hỏi thiệt thì tôi trả lời thiệt. Phần tôi xong, phần bà củi lửa bếp núc, đám cưới cùng nguyệt lớn nhất từ trước tới nay trong làng này. Ông nói thiệt. Bà còn hỏi nữa. Đám cưới cùng nguyệt lớn nhất từ trước tới nay. Đúng. Ông coi chừng à. Chừng cái gì? Coi chừng tới giờ đó không bắt tôi đem gả. Bà muốn chồng lắm hả? Trời đất ơi, đón già đón non thì giỏi. Dạy dỗ con cái thì hư. Mà nếu mà bà thấy đám cưới con Nguyệt á là cực khổ thôi, bà xuống ra đừng lấy bếp. Rồi hai mẹ con mà cũng gói theo sai luôn đi. Không, không nói vậy vậy mà. Tôi hiểu tánh tình con quá mà ông không để chậm chậm đi, ông để cho quen nó. Bà không muốn nói, bà phải cúi đầu mà nghe thôi. Bổn phận của bà là cái nhà bếp. Nói quá, không, nhảy. Không, nhưng mà... Không, không có nói gì nữa hết. Má ơi, con khổ quá má. Nguyệt ơi, nghe tiếng than của con, lòng má đây càng thêm chua xót. Trong ánh mắt tâm tư màn đêm hoàng đồng khi xuống đời của nàng. Thank you.
ba mà biết được chuyện này ba giết chị chớ, giết má chớ bên nhà à. Rồi chị bỏ nhà chị đi đi, có tiền của ba mình chị ơi. Chị không có tiền em à. Không có tiền sao chị đi? Hôm ấy bây giờ chị cầm đỡ 20 đồng này chị ơi. Tiền ở đâu em có nhiều quá vậy? Tiền ba cho em mai đồ mới ra đám cưới của chị. Chị cấp đi chị ơi. Đám cưới của chị. Thôi chị cấp đi chị ơi. Em cấp đi. Chị ơi, chị không có tiền á, còn tiền bắt đi lên xe. Tiền con chị sinh sống. Nghĩ tới hoàn cảnh của chị một thân một mình em chịu nổi chị ơi. Ơi em đừng khóc nữa anh ơi. Chị không có tiền á, chúng ta chi không cho chị vô nhà bảo sanh sanh em bé đâu chị ơi. Chị lấy tiền đi chị ơi. Tân ơi em đừng khóc nữa Tân ơi. Em đâu có muốn khóc đâu mà nước mắt con trai hoài chị ơi. Tân số tiền nhưng đón nhận tâm lòng chân thật của đứa em với phần mình đã tôi xin thuật lại một câu chuyện mà
mấy hôm nay sáng hồi sáng này tôi thức dậy, tôi không dè rằng nó sẽ có một cái bữa như hôm nay. Là tôi nhớ lại lúc tôi còn trẻ, mắt bác các bác tôi, các chú tôi với ba tôi ngồi nói chuyện, thì mấy ông mới nói chuyện chuyện đời, uống rượu uống trà, thì mấy ông mới nói như thế này là ở đời có bốn thứ ngu, phải không? Bốn thứ ngu. Ngu thứ nhất là làm mặt, ngu thứ nhì là tránh nợ, ngu thứ ba là gác gu, và ngu thứ bốn là cầm châu. Thì cái cầm châu đó là tôi đã lãnh cái ngu đó, nhưng mà thấy là quý vị vui thì chúng tôi nhưng có một dịp để mà thứ nhất là các bác tới đây, bởi vì đối với tôi, cái tuổi của tôi á, thì ngu thì cũng không thành vấn đề, bởi vì bây giờ tôi đâu có đi làm việc nữa, không có thi cử gì nữa thì ngu cũng không sao. Nhưng mà mấy quý vị vui tin cậy nên cái đám anh em ở tài tử ở Houston là tôi thấy rằng đó là một sự thành công. Và trước khi tôi xin cảm ơn anh Nhiêu đã tin tưởng lời nài nỉ của tôi, nói rằng anh phải cho tôi thử một phen, mời các anh em ở Houston lên. Mà anh Nhiêu thì lúc đó anh rất khó, anh nói rằng bác cháu cho bác một lần thôi, một lần thôi, nếu mà không xong á là bác đừng có xin cháu nữa. Dạ, xin cảm ơn mấy quý vị. Hân xin đại diện cho tất cả các anh chị em, các nghệ sĩ của Đàm Quỳnh Thư xin cảm ơn những lời nói rất là chân thành của bác. Và kính thưa quý vị, giờ đây thì anh em chúng tôi xin phép tất cả giới lao trong 15 phút và sẽ trở lại với bạn bạc của bác và vợ tôi. Mời xin chào quý vị rất nhiều. Người ta không nhận em mà.
Ủa sao kỳ vậy ta? Thảo ơi, chị có cái áo này nè, em cầm hay là bán luôn cũng được, rồi lấy tiền trả cái thím xôi giùm chị nha. Thôi ơi chị hai à, chị cất đi, có bao nhiêu áo chị bán hết, lấy gì bận người ta. Không có sao đâu, mai mốt có chị khỏe rồi chị xin việc làm, chị có tiền chị mua nhiều cái áo như vậy nữa. Đi đi em. Chị hai à, có sao đâu, mai em hết đau rồi, em đi đánh giày có tiền lại à chị hai. Chị cất áo đi chị hai. Người ta có tiền lên xe xuống ngựa, ăn súng mặc xương, ở nhà cao cửa rộng, còn mình nghèo cháo lao đạm bạc sống qua ngày. Cầm bọc vợ mỗi cặp mắt sẽ nhìn vào, và từ đó dư luận sẽ lan rộng ra,
con gì danh giá gia đình mình nữa con. Ba nghĩ như vậy thành ra ba giấu được ngày nào hay ngày đó con à. Nguyên à, ba má đã già rồi, con đừng làm ba má chết lần chết mòn về sau khổ nghe con. Thằng Minh nó có vợ lâu rồi con biết không? Nó đang sống trong cảnh giàu sang hạnh phúc con có biết không? Dạ biết. Theo ba thì có khi nào, theo con thì có khi nào thằng Minh nó có nhớ tới con hay không? Dạ con cũng không biết nữa ba. Nhưng mà theo ba thì có con à. Nhưng mà đó chỉ là một kỷ niệm qua đường thôi con à. Trong khi người ta sống sung sướng giàu sang hạnh phúc thì con của ba bỏ nhà trốn đi với bụng mang dạ chữa, rồi sanh con ra trong cảnh nghèo nàn rách rưới. Trời ơi Nguyệt ơi, ba nhục nhã quá Nguyệt ơi. Con biết không, từ ngày con đi, ngày nào má cũng trách ba, ba cũng trách má, nên ba mới lặn lội tới đây ba tìm con. Con nghe lời ba nghe con. Con đem của con á, con đem con giao cho nó đi con à. Quan gia nó phải nặng nhịp chướng, nó phải mang con à. Mày con lại ba. Con à, ba thương con nhưng mà con có thương ba không? Dạ con thương ba. Ba đánh ba chửi con không giận ba sao con? Dạ con có lỗi với ba má nhiều lắm. Con có thương má con không? Dạ thương. Má con đang hấp hối đó con à. Mai mốt má con chết con có về để tang không con? Dạ con. Có về không con? Dạ con về. Con về để tang. Con về để tang nhưng mà con đừng có bồng đứa nhỏ về nha con. Con mà bồng nó về là ba chết liền đó nha con. Không nha con. Má con á, bệnh nằm liệt giường mà ngày nào cũng nhắc tới con á, nên á mà con chưa bưng cho má con một chén cháo, một chung trà, con trả ơn cho cha mẹ như vậy sao Nguyên? Ba ơi con sẽ về. Con về con sẽ về, con lo cho ba, cho má. Về lo cho ba má. Nhưng ba thương con. Ba thương con. Ba đừng bắt con phải xa lìa nhân ruột mà con đã mang nặng đẻ đó. Nhưng mà ba thương con. Ba thương con. Thì tại sao con không có quyền, con không có quyền thương con của con hả ba? Con đừng hỏi ba câu đó, mà con hỏi cái quân nào đã làm tan nát của đời con, làm cho gia đình mình nhục nhã. Cái của nợ vô tôi nhận, chính nó phải nhận con à. Còn con là bảo thịnh của ba mà. Nếu mà con là ba, con thì nghĩ thế nào hả Nguyệt? Ba lại con Nguyệt ơi. Lại con lại ba. Nếu không về thì sẽ mang tội bất hiếu về mẹ cha, bằng nuôi con. Trời ơi, ba ơi, con sẽ nghe lời của ba. Nghe lời ba không? Con đem con của con, con giao cho nó, ba đợi con ở ngoài hàng rào với con. Đi với ba, ba sẽ đợi con ngoài hàng rào này con. Giao cho nó rồi về với ba không? Đi con. Đi con à. Thưởng thức tiếp màn bốn cảnh bốn của vở cải lương Tô Ánh Nguyệt. Nghệ sĩ Lê Hưng trong vai Minh, nữ nghệ sĩ Hồng Nhung trong vai Dung vợ Minh. Minh ơi, Minh mở tháng Minh vậy đó chị. Bởi vì bây giờ nó có nhiều hiệu buôn nó đang chèn ép của ba. Ý của mình đó là mình không có thích hiệu mua bán phải không?
À, thì anh không thích. Anh em mệt mỏi á, anh thấy như là họ suy nghĩ một điều gì đó phải không mình? Anh có suy nghĩ gì đâu em? Anh có giống em là một người giàu. Dặn có ở nhà coi chừng cậu.
làm gì hết hồn con chía vậy? Chị kêu tôi hả? Dạ. Chị kiếm ai đây? À, chú làm ơn kêu tôi hỏi thăm. Hỏi thăm ai? À, chú là chi trong nhà này? Tôi hả? Dạ. Ở thợ. May quá. Cái gì may? Chị nghèo, tôi khổ, gặp nhau có nước mạt luôn, may gì chị? Dạ không có, chú hiểu lầm câu nói của tôi rồi. À, tôi cho gặp may đây là gặp người đồng cảnh ngộ như vậy là may. Chú nghèo, tôi khổ, chú có thể giúp đỡ tôi được. Bộ chị tính xin vô nhà này ở đợ hả? À, chú ơi, cái người đàn bà hồi nãy là vợ tôi đó. Vợ của thầy Minh à? Phải. Ông bà tôi vừa mới mua cái nhà riêng này nè cho chàng rể đó. Chú ơi, đám cưới hai người lâu mau rồi chú. Nhiều chuyện. Vô xin ở đợ thì cần biết về lai lịch chủ nhà chứ. Tôi chỉ muốn biết sơ qua vậy mà. Thôi nhưng mà chị muốn biết á, thì để tôi cho chị biết, để coi cái nè. Cậu mợ tôi đám cưới cũng được 8 tháng 12 ngày rồi chị ạ. 8 tháng 12 ngày. Đây nè, cái bộ đồ này nè, mượn tiền chủ để mai á, mà có thượng bàn thượng ghế gì đâu. Ở làm sao kiểu chén thì bồ luôn á, mà tới bây giờ cũng chưa hết tiền để mà trả cho chủ nữa chị ạ. Chú làm ơn chú vô trọng, chú mời ông Minh cho tôi hỏi thăm chút chuyện đó chú. Cậu tôi hả? Dạ. Mấy cái chuyện thì ông không biết gì đâu, chỉ mợ tôi thôi à. À, thì chú cứ nói có tôi. Tôi là bà con á. Bà con? Bà con ở dưới quê á lên thăm. Thiệt không hết? Dạ thiệt mà. Còn nếu mà chú sợ mợ chú về la, chú làm ơn chú ra chú coi cửa giùm. Mợ chú về chú cho hay. Thôi rồi chú... Cái này chắc có đường quá. Dạ đường gì? Bị đuổi. Dạ không có, tôi thấy chuyện này đâu có gì đâu. Chú làm ơn giúp cho tôi đi. Tội nghiệp mẹ con tôi mà chú. Thôi thôi được rồi. Chị năng nể tôi cũng tội nghiệp chị lắm. Chị đừng có lo. Chị nghèo, tôi khổ, giúp nhau á là chuyện bình thường. Có bị đuổi không có sao đâu chị. Cảm ơn chú. Ủa? Dạ có vậy. Dạ có cô này tìm cậu. Ai? Ai tìm tôi? Thank you.
mời về cậu ơi. Em biết ba má kêu em mua bánh chiêu không? Kêu gì vậy em? Má đó, má sang em đi mua đồ lặt vặt. Còn ba đó, ba biểu vợ chồng mình á. Người đàn bà này là ai? Anh nghe tiếng tinh tinh khóc. Anh vừa ra tới thì em biết ngay. Ăn hỏi người ta có ngon thì bỏ.
rồi á. Đừng nói, đừng chạm. Chị à, nói gì chồng chị bỏ ra chị hả? Dạ không. Hay là chồng vợ bé rồi bỏ mẹ con chị? Dạ cũng không. Ủa vậy sao đi? Thưa cô, theo lời cô nói thì chồng cô đang sống một cuộc đời ung dung tự tại, cô có chắc như vậy không? Ừ, chắc không chị. Dạ không phải như vậy đâu thầy ạ. Lúc nãy vì quá đau khổ cho nên tôi mới nói oan cho chồng của tôi, chứ tôi không biết hiện giờ chồng tôi cũng khổ sở gấp trăm ngàn lần hơn tôi nữa kìa. Do một hoàn cảnh khen xui cho nên mà thôi. Bây giờ á thì cô có nhận nuôi đứa nhỏ này hay không, tôi chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi. Ngoài ra đừng hỏi gì nữa, đừng hỏi gì nữa cho tôi thêm đau lòng. Oh.
đều nghe hết à. Dân gỗ mà, nó gỗ ngã quen rồi. Rồi, chị hai, chị hai. Khỏe. À, có mấy cái khô cá sạch, vợ em nói đem lại, đem lên biết nhà để thảo chị hai. Trời ơi, lên thăm chị là được rồi. Bài dễ làm chi mà không biết nữa cái cậu. Có gì đâu chị ơi, của ít lòng nhiều mà. Cây nhà nó vừa không á. Sao à, không dắt mấy đứa nhỏ với bà lên chơi. Chà, thử coi cái điệu này chắc giống ông già rồi đó nha. Ủa, chị nói em giống bà là giống sao quá chị hai? Thì quê môn bất xuất, tối ngày cái nhốt vợ sau nhà bếp á. Chị hai à, nghe chị nhắc tới bà đó, em còn nổi da gà nè. Không có đó chị hai ơi, em thương vợ lắm á. Mỗi lần mà em có liền làm cái gì mà không đúng á, vợ em nói đúng em cũng nghe. Chứ đâu có như ba hồi xưa nói có dòng hồn của má chứ. Hồi đó đó, mỗi lần mà má mở miệng ra đúng hay sai gì á, ba cũng nạt đùa nạt giải, rồi đuổi má ra sau nhà bếp, cấm không cho lên nhà trên. Chị hai yên tâm đi, vợ em bây giờ á được lên nhà trên rồi á chị hai à. Chịu vậy đó, uống nước đi cậu. Dạ cảm ơn chị, đi xe nãy giờ khát nước dữ lắm rồi. Ai da, trời ơi giống quốc đế quá trời. À mà nó khỏe với mấy đứa nhỏ cũng mạnh hết hả cậu? Dạ cảm ơn chị, vợ em khỏe, còn mấy đứa nhỏ nó mạnh như trâu gì đó chị. Ủa chị hai, chị làm gì bộ chị thức suốt đêm hả chị hai? Hồi hôm này nè, ráng thêu cho kịp cái áo gối cho thằng Tâm. Sao chị thêu áo gối cho thằng Tâm? Mẹ ơi, thằng Tâm nó sắp cưới vợ rồi đó cậu. Thằng Tâm nó sắp cưới vợ? Ừ. Lẹ dữ ha. Cậu á, thiệt là tệ à. Cháu ruột của mình mà tuổi tác nó bao nhiêu, học hành nó ra làm sao, tương lai nó như thế nào, cậu cũng đều mù tịch thản nhiên, cũng giống như là người dân nước lạ vậy. Chị hai à, sẵn chị chắc em mới nói luôn à, cái thái độ của chị thương con mười mấy năm nay, âm thầm bên lề cuộc sống hết năm này á, chị kéo dài ba năm khác á, thiệt á, em không hiểu nổi chị hai à. Đối với con á, chị hoàn toàn có lỗi. Nhưng mà cái này đâu phải lỗi của chị, cái này lỗi tại gia đình, tại xã hội, của chị phải xa nó. Nhưng mà lương tâm chị còn cắn rứt đây nè. Chị hai à, cái hồi thằng Tâm nó còn nhỏ, chưa đủ trí khôn, chưa biết gì hết, thì chị giấu nó đã đành rồi. Bây giờ nó lớn rồi, chị phải nói cho nó biết cái chị hai. Ai đời á, chị á, là người mang nặng đẻ đau nó ra. Mà mặt mày của chị sao nó không biết. Rồi dòng họ bên ngoài mấy người nó cũng không biết luôn. Nó mà thôi đi, nó mất gốc á là tại chị á chị hai à. Em nói chị cái này chị đừng có giận nha. Cái thái độ của chị mười mấy năm nay á, rõ ràng chị còn đang chờ đợi chị hai. Chờ đợi? Nè, chị chờ đợi ân binh đây nè. Quyên ương có bạn có đôi, chồng bỗng vui tươi khúc nhạc tình muôn thở đây nè chị hai. Quyên ương đẹp mãi trong lòng là chỉ chung gắn bó. Chị hai, cái bài tôi thơ đôi Quyên ương mà chị và anh Minh thường xuất bản nó đã gần 20 năm rồi mà chưa xóa mờ trong chị tâm trí của chị sao chị hai? Chị thì chị vẫn thủy chung. Trong lúc anh Minh có giờ đã lâu rồi, chị đôi khi chẳng đỡ suốt cả một đời. Sao chị không thương thèm
anh Minh á thì chị chớ có hành tâm. Chị đừng có quên rằng á anh Minh là ba ruột của thằng Tâm. Chỉ vì thương con á thì tại làm sao mười mấy năm nay chị không chịu lấy chồng hả chị hai? Lấy chồng hả? Hồi trước chị không lấy chồng rồi, bây giờ chị cũng không lấy chồng luôn. Hồi trước á chị đã không chịu lấy chồng. Ai cấm chị? Không có ai cấm chị hết á. Còn bây giờ sao? Còn bây giờ á thì chị già rồi, hơn nửa đời người rồi. Già đâu mà già, thấy còn đẹp lắm á. Chị hiểu không? Em về dưới á tổ chức đám cưới cho chị thiên là đến tình thì chị tiêu chịu chị hay. Thôi mà đừng có giỡn, không gặp thôi, gặp giỡn hoài cậu này. Bỏ xứ đi qua mười mấy năm nay chị không về là chị đâu có biết đâu à. Người ta tới người ta hỏi thăm chị hoài đó. Ôi ai mà hỏi thăm tôi? Thì mấy anh tổng nè, anh xã, bạn học cũ của chị chứ ai. Người ta nói chừng nào chị về cho ta hay, ta qua ta coi mắt. Sẵn á, em nhắc chị nhớ luôn nè, cái hồ mà ba hấp hối á, ba có chăn chối là đầm đầm muốn chị bước thêm bước nữa. Cái an ủi quãng đời còn lại của chị thì chị phải tính đó chị và hai. Để mai mốt già cứu đế sao có chồng được nữa chị hai. Ba, chẳng qua chị lòng thương con, ngoài tình mẫu tử thiên liêng ra, chị muốn giúp cho con là hiểu thêm về ý nghĩa cuộc sống. Nếu đợi chị nghị lực của một người mẹ chỉ chịu đựng với sự khổ đau, thì tới đời sau con của chị nghị lực ấy sẽ chống trả mọi bất công đó cậu ạ. Thôi em hiểu ý của chị rồi. Rồi hôm nay qua lên đây có chuyện gì khác nói nghe coi. Thì vợ chồng em bàn tính với nhau, trước lên thăm chị sao mà nếu chị về ở chung với tụi em cho vui, sẵn đó cái cưới chồng cho chị luôn. Trời đất ơi cái cậu này, hôm nay ăn gì mà nói có một thứ nó hoài vậy trời. Cái mục đích lên đây có gì đâu, không nói hoài sẽ được chị hai. Em cho chị hay á, em nhận chầu cao của ta rồi đó nha. Thôi đừng có giỡn nữa mà cái cậu này. Giỡn giỡn cái gì, cái gì chị cũng không chịu chân á. Em cho chị hay á, chị mà không chịu á thì em đi tìm gặp anh Minh. Em hỏi cho ra lẽ tại làm sao mười mấy năm nay anh làm khổ chị á chị hai. Gặp anh Minh chi? Anh Minh với chị á mười mấy năm rồi, mỗi người một con đường khác nhau. Thì em tìm gặp Tâm. Cậu ba. Chị hai, thằng Tâm em ký nó là bầu hay bí gì đó, giống tốt mà chị trồng vào đất xấu, chị không dung phân tưới nước, diệt trừ sâu bọ thì kết quả như thế nào chị biết á chị hai? Chị biết nên chị cũng có tính á. Chị chờ đám cưới của nó xong rồi thôi bây giờ không tính đi chơi đó. Bây giờ vô thu xếp quần áo về đi chứ anh, cái kịp chiếc xe bây giờ nè. Đi về, khỏi dạ, tính. Cậu ra đây, chỉ cậu câu như này nè. Gì? Ra đây. Thấy ai đó không? Chị nói cha đứng giữa gốc cây á chị hai. Ai vậy? Anh Minh á. Anh Minh á hả? Ủa sao em nhớ? Hồi đó anh trẻ lắm mà sao về già dữ vậy? À cù nhân tương kiến rồi, mười mấy năm nay anh chờ đợi cái ngày này chị hai. Trời đất là chị hai đến tập cho sao chị hai? Thôi làm gì vậy, tưng tưng gì trời? Cậu làm gì vậy cậu ba? Cậu xong quần xong cậu làm gì định đánh lộn hả? Chuẩn bị chứ còn gì nữa. Trời đất ơi, già rồi giờ mới lộn. Ủa chứ già biết mới lộn hả? Làm gì vậy? Chị là chị của em mà, ảnh làm khổ chị là em có bổn phận đó chị hai. Vô sao, vô sao? Trời ơi thôi, bây giờ vô sao? Đi ra đây, chị nói cho nghe, bình tĩnh lại. Lại đây chị biểu, nghe lời chị nè. Bây giờ đi ra sau bếp một chút đi nha. Trời đất quỷ đâu. Cái mặt chị đi ra sau bếp. Hiện chút thôi. Thôi được rồi. Chị sợ á. Em thương chị, em già không được tánh nóng. Anh Minh vô đây, em ăn cãi cọ về uổng cái gì vậy? Trời đất uổng. Thôi chị là chị của em, chị nói sao nghe vậy? Nhà có cửa sau không? Có mà làm chi? Em về cửa sau. Sao vậy? Em cho chị hay á, em về cửa sau không phải em sợ em trẻ đâu, nhưng mà em chết mặt em muốn không mặt, không gặp mặt thằng cha bản tình bạc nghĩa lắm. Mai mốt có gì đừng có trách tôi như chị ấy.
Dạ chào. Dạ mời thầy ngồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Dạ. Dạ mời thầy chủ. Đã từng lâu rồi tôi gian em, đừng kêu tôi bằng cái tên thầy, nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn cứ kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy không chịu nói ra. Đời còn lại anh với em mà gắn bó.
Thành tâm nó